Xin chào các bác, mình là Long đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình sẽ test thử cái chức năng đọc biển báo khu đông dân cư trên con camera hành trình A18. Cung đường mình đi là từ Quảng Nam vào Đà Nẵng. Bên tay trái mình là hãng xe bus Hyundai bus, và phía trước mình tầm khoảng 300m là có một biển báo vào khu đông dân cư. Mình sẽ test cho các bác thấy. Đây là chức năng đi lên cầu. Khi cách cầu tầm khoảng 250m thì camera hành trình sẽ báo, và trên màn hình sẽ có số mét lùi. Thay đổi tốc độ giới hạn là 60 km/h. Ok, các bác thấy chưa? Camera hành trình báo thay đổi tốc độ giới hạn. Mình đang chạy tốc độ là 90 km/h, và khi vào chuẩn bị vào khu đông dân cư, camera hành trình sẽ báo thay đổi tốc độ giới hạn là 60 km/h và có số mét trừ lùi trên màn hình. Ok, bây giờ chúng ta vào địa phận thành phố Đà Nẵng và chúng ta chỉ chạy được tốc độ 60 km/h. Cảm ơn các bác đã xem kênh của mình.